Không, cái này mới xài lại ở nhà bên cạnh. Không, nhưng mà đặt ở đây. Bữa lỡ nay bà đi xe thậm chí là đi chiếc xe còn góc không đây gặp Vinh Nhi còn ở đây đi xe đi rồi bộ bắt đầu
thằng này nó hỏi chưa mới được. Thằng Long á đạt nó hỏi chưa, nhớ cái thằng hàng đạt nó cho mày chỉ là chưa đó chưa rồi nó bị Mỹ rồi đi về đang ngồi lên xe khoảng 8 giờ sáng rồi. Còn mày nói ít thôi rồi. Nói ít thôi đang hay đương hai đứa này là hai đứa mới mày Dương có hả? Lần đó mày rõ tao về nhà mà tao không á tại đây giờ đó đi nước ngoài á ngoài lúc mà chẳng lưu buông cái gì vậy?
học, nó có tiền nó gặp mình, nó dẫn mình đi nhà hàng mà ăn vậy đó. Cuối tuần mình dậy ở nhà, chồng nó dẫn mình đi ăn tối ăn chiều. Lúc mình ra đường sao vẫn còn liên lạc với nó, thì hồi đó là nó hay cho hay bị giết heo, nó bán mình giết heo. Có quá cái đó là ăn gì đâu anh cũng nhớ hoài hay. Cái hồi đó mày có ông chú một đó, ông già đi cái đạp chị chị. Trong đây có phải chị để cho tụi nó kinh doanh cũng phải không? Nó về với em bắt tới rồi mày học tiếp. Ông là hiệu trưởng trường Quốc Tuấn luôn, cứ về họ thành Quốc Hòa hiệu trưởng Quốc Tuấn luôn. Ông là chuyên gia về giáo dục nữa, ông là giáo sư văn của trường Quốc Quyền. Trời ơi, Huế ông nặng quá mà gài cái tôi lên. Mày phải học ít nhiều mày phải có cái bằng tốt nghiệp. Đó thì ông đẩy cho lên, ông nói không được. Trời ơi, gia đình như vậy mà mày suốt ngày mà sẽ biết chị không đáng kinh doanh nữa, để em đẩy nó về liền. Nói cái thằng này cái bà thím mà đấy theo hoa nào xấu thì ông nhận lắm đây bà thím mà bà thím lắm thôi thì nó bị nói như anh thôi tao nói đấy theo hoa luôn bắt tất cả không được miễn sao gì cũng kịp phải có bằng và phải muốn làm được làm mà mới học mà đang học xong á là ta thấy được thằng con cả ông nó bán mình. Nó lên công trường tính sao mà để người ta thấy áo không cho bà thím có thì bà lại thương mà đấy không đâu còn mấy bà anh buồn cười quá để cho thằng Dũng lên